Chuyện tình Cô Lan sáng tác Cà Thiện Tỷ Muội. Làm người như cô sao quá khó thân, vì thiền am hy sinh hay cá tâm, chỉ vì kinh thầy và thương đàn trẻ thơ nên cô gắn gồng đâu với bọn lũ măng. Nhọc nhằn lâu nay xuyên suốt 4 năm, và bọn tụng tinh sâu cũng bớt đi, tương là thiền am sắp tới được an thân. Cô vui sân lòng giúp đỡ người xung quanh. Cô cho tên người ta những kẻ nói thương thiệt mà cô đâu có ngờ tin nhầm tan mắt. Anh rồi đã bắt chúng chưa mặt chửi cô. Chú tướng ba hồng thắm mang nhiên cô ngày đêm, tuy rằng có học nhưng mà vô lương, phun lời bất thiếu lập sư sao mất dạy. Vì thiền am cô ngậm đắng nuốt cay, người thiền am ơi có biết có hay, biết rằng hiện nay cô đang bị tổn thương do hai tên hồng sĩ nhục chọc nương tay. Ngày thiền am ngàn người đến tấn công, một mình cô hiên ngang đứng cản ngăn. Cái bọn tiền dụng lùng bây giờ ở đâu, nay chúng quyền tiền với chiều bài thương thương. Lục long chung lấy tên thiền am, chung gọi gom về những người ngây thơ, tin vào tin dũng thắng quyền tiền nôi ra. Than ôi quân lục long chung ghét ngân đề đà, cô là cây đề cô là cây đá, nên bọn chúng đánh học cho cô nán lòng. Bà hồng than chơi dơ quá bắn tay, còn hồng sơn ra thơ bận tiểu nhân. Kéo bảy lâu là thầy phiên dẹp trăm tha, tiến dũng hoa kỳ điều khiển bảy tay sai. Dù lục lâm kia có áo đáp cô, thì lòng cô luôn kiên nhẫn chăm buồn. Thương người thiên an cô đã chọn hy sinh, lâu la đừng hồng lung lay lòng cô nha. Cô đây chưa từng biết rung sợ đâu nha, cô đây chưa từng biết rung sợ đâu nha. Hằng đã nhúng tay vào trong vấn đề này, bởi vì cô Hằng chưa có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Cô Hằng đã sai. Dạ, cô Lan đã tới Thiền Am nha cả nhà. Chúng ta tranh luận giữ hồ khí với nhau. Bác cô khi trò chuyện thì cô phải bình tĩnh là trò chuyện. Được rồi, cô. Dạ, cô cứ bình tĩnh đi, cô bình tĩnh đi, không sao đâu cô. Cô xin lỗi mấy cháu. Dạ. Coi như mấy cháu là vô can. Đúng rồi. Cô là cũng là khán giả. Mà cô là những người theo dõi cái Thanh Thiền Am nay là 3 năm rồi. Cô quen biết với lại cái bé Huyền Trân. Từ khi cái ngày nó thi cái hát Việt Nhí, nó là hát quân nữa kìa. Tại sao nó không chọn cái con đường mà làm ca sĩ nổi tiếng, lấy biết bao nhiêu là nguồn tiền ở khắp nơi. Mà cô Lan cũng đã đến Thiền Am các nhà nha. Nó chọn cái màu áo người tu sĩ để mà nó xuống đời nó ở trong cái tâm. Tại sao nó không lựa chọn Phật Đàn? Vậy là cháu lại 6 tuổi này, cô xin bắt lỗi cháu. Cháu không có quyền hỏi câu này về đời tư của các cháu. Đúng chưa? Các cháu có quyền được giữ bí mật đời tư của bác mình. Cháu không có quyền hỏi câu này.